học tới rồi, On Edu thôi. Xin chào đón quý vị và các bạn cùng các em học sinh đến với On Edu, trường học 4.0 do VTV Cup sản xuất. Được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV Cup 7 và VTV Cup 22, trên các ứng dụng On, Onni, trên kênh YouTube On Edu và các website fanpage của VTV Cup. Hãy đến với những giờ học online tương tác đầy thú vị và hết sức bổ ích cùng với On Edu, trường học 4.0 ngay thôi nào. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình On Edu, trường học 4.0. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV Cup 7 và VTV Cup 22. Mình là Huyền Trang, người sẽ cùng đồng hành và hỗ trợ các bạn trong buổi học ngày hôm nay. Và sau đây Trang sẽ giới thiệu với các bạn cô giáo dạy giáo dục công dân của chúng ta, cô Lê Thị Hằng. Dạ, em chào cô. Chào. Cô chào các em. Rất vui mừng được gặp lại các em trong buổi học ngày hôm nay. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học đến chủ đề gì hả cô? Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu chuyên đề 2, thực hiện pháp luật nhé. Vâng, và nếu trong quá trình học chúng ta có những câu hỏi hay những thắc mắc liên quan đến bài tập thì chúng ta hãy comment hoặc inbox trên fanpage của VTV Cup nhé. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài học thôi ạ. Dạ, em mời cô. Rất là vui mừng được gặp lại các em trong chương trình ôn tập kiến thức của bộ môn giáo dục công dân trung học phổ thông. Trong chuyên đề lần trước thì cô đã giới thiệu với các em chuyên đề 1, đó là pháp luật và cuộc sống. Thế sau cái chuyên đề đó thì các em thấy được rằng là những cái kiến thức về pháp luật là rất cần thiết. Mặc dù chương trình giáo dục phổ thông chỉ mang lại cho các em những cái hiểu biết cơ bản nhất về pháp luật, thế nhưng đòi hỏi chúng ta vẫn phải biết để thực hiện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng ta, có đúng không nào? Ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em một chuyên đề thứ hai trong cái hệ thống pháp luật của giáo dục trung học phổ thông, đó là chuyên đề thực hiện pháp luật. Chúng ta bắt đầu nhé. Trước khi đi vào nội dung ngày hôm nay thì cô giới thiệu qua với các em về những nội dung chính mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong chuyên đề này. Thứ nhất, đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm và các hình thức thực hiện pháp luật. Thứ hai, đó là trách nhiệm pháp lý. Và thứ ba, đó là vi phạm pháp luật. Lần lượt cô sẽ giới thiệu với các em từng đơn vị kiến thức một. Thế thì trước khi đi vào cụ thể nội dung thì cô giới thiệu với các em một cái bảng mô tả kiến thức của chuyên đề ngày hôm nay. Trong chuyên đề ngày hôm nay thì có 3 nội dung. Thì với 4 mức độ như chúng ta đã biết, với mức độ nhận biết ở phần khái niệm thì các em cần phải hiểu được công dân, khái niệm và thực hiện pháp luật là gì. Và chúng ta trong phần nhận biết thì các em cần phải phân biệt được khái niệm thực hiện pháp luật và các hình thức thực hiện pháp luật. Thứ hai, đó là ở mức độ thông hiểu là các em phải hiểu được cái khái niệm và vận dụng được vào thực tế. Thứ ba, ở mức độ vận dụng thì chúng ta phải liên hệ được với thực tế và tìm hiểu được những cái vấn đề này trong cuộc sống như thế nào. Tương tự, đối với trách nhiệm pháp lý và vi phạm pháp luật thì chúng ta cũng cần phải có những cái kỹ năng như vậy ở mỗi một mức độ khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào lần lượt từng nội dung một. Trước tiên, cô xin giới thiệu với các em về khái niệm và các hình thức thực hiện pháp luật. Ở phần này, chúng ta thấy rõ ràng có 2 nội dung. Nội dung thứ nhất, đó là khái niệm và các hình thức. Thứ nhất là khái niệm. Vậy thực hiện pháp luật là gì? Đối với một luật hay một bộ luật thì bao giờ cũng vậy. Đầu tiên nó sẽ có một cái quá trình. Ví dụ như là đầu tiên đấy là cái quá trình soạn thảo luật. Sau đấy là cái soạn thảo luật này sẽ được đưa ra để Quốc hội thông qua. Sau khi Quốc hội thông qua thì những cái quy định của pháp luật này sẽ được đi vào thực hiện. Thì người ta gọi đấy là quá trình thực hiện pháp luật. Vậy thực hiện pháp luật là gì? Thực hiện pháp luật nó là cái quá trình hoạt động có mục đích và đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của cá nhân và tổ chức. Như vậy, ở khái niệm này, các em thấy được rằng thực hiện pháp luật có 3 chủ điểm. Thứ nhất
nó là hoạt động có mục đích, và thứ hai là đi vào cuộc sống, thứ ba nó là hành vi hợp pháp. Có nghĩa là một cái quy định của pháp luật khi đi vào thực hiện thì nó sẽ trở thành những cái hoạt động có mục đích, và những cái hoạt động này của chúng ta phải mang tính hợp pháp. Cô lấy ví dụ như khi pháp luật quy định về quyền sở hữu, về quyền sở hữu của công dân. Thế thì nếu như khi chưa pháp luật chưa quy định cái quyền sở hữu của công dân thì cái việc ví dụ như là tôi bỏ tiền ra tôi mua một cái miếng đất thì tôi được sử dụng nó. Thế nhưng mà trên thực tế thì chưa có cái quy định của pháp luật. Thế thì khi mà pháp luật có cái quy định về quyền sở hữu thì lúc này tôi hoàn toàn có quyền sử dụng cái miếng đất này và tôi có quyền sang nhượng cho người khác khi tôi có nhu cầu. Vậy thì lúc này cái việc tôi sử dụng miếng đất và tôi sang nhượng cho người khác nó trở thành một cái hành vi hợp pháp và được pháp luật bảo vệ. Hay ví dụ, khi mà pháp luật quy định công dân có quyền tự do đi lại, tự do lựa chọn nơi cư trú, thì cái việc mà tôi sinh sống ở đâu thì đấy là do tôi quyết định và được pháp luật thừa nhận. Chúng ta biết rằng là khi mà trước kia pháp luật chưa có cái quy định này, hay là ví dụ như chúng ta thấy cái thời kỳ chưa có pháp luật, hay là pháp luật chưa có nhiều những cái quy định, thì ví dụ như là một người A sinh ra và lớn lên ở một cái vùng quê nào đó, sau đấy người ta đến một cái nơi khác sinh sống thì rất hay bị ví dụ như là những người dân ở đó họ có cái sự phân biệt. Thế nhưng khi mà pháp luật có cái quy định là công dân có quyền tự do lựa chọn nơi cư trú thì cái việc mà tôi sinh ra ở một nơi và tôi sinh sống ở một nơi nó là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật. Và lúc đấy người ta gọi cái hành vi của tôi là hợp pháp, tức là được pháp luật thừa nhận. Thế thì ở đây cô nhắc lại cái khái niệm thực hiện pháp luật này có 3 chủ điểm. Đó là hoạt động có mục đích và đi vào cuộc sống trở thành những hành vi hợp pháp của cá nhân và tổ chức. Chúng ta sang phần nội dung thứ hai, đó là các hình thức thực hiện pháp luật. Đối với hình thức thực hiện pháp luật thì ở đây có 4 hình thức thực hiện pháp luật như cô đã thống kê ở trên cái bảng này. Cô sử dụng cái bảng này để cho chúng ta dễ hình dung và so sánh. Vì trong thực tế thì khi cô dạy thì cô thấy rằng là có rất nhiều bạn hay nhầm lẫn ở 4 cái hình thức sử dụng pháp luật, 4 cái hình thức thực hiện pháp luật này. Thế thì 4 hình thức thực hiện pháp luật này, hình thức thứ nhất đó là sử dụng pháp luật các em ạ. Thứ hai là thi hành pháp luật, thứ ba là tuân thủ và thứ tư là áp dụng pháp luật. Vậy sử dụng pháp luật là gì? Sử dụng pháp luật tức là cá nhân và tổ chức có quyền sử dụng đúng các cái quyền và lợi hợp pháp của mình thì họ gọi đấy là sử dụng pháp luật. Thế thì bản chất của cái sử dụng pháp luật này là gì? Đó là quy định những việc chúng ta được làm, đúng không nào? Ví dụ như là pháp luật quy định mọi công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính đều có quyền được đi bầu cử. Vậy thì ở đây cái quy định là mọi công dân đều được đi bầu cử này, thực chất nó là hình thức sử dụng pháp luật các em ạ. Ở đây chúng ta thấy rằng công dân có quyền tự do đi bầu cử, có đúng là cá nhân có quyền không? Đúng không nào? Và tôi được làm cái việc đó. Đấy. Thế thì ở đây gọi là sử dụng pháp luật nhá. Hay ví dụ như luật kinh doanh của chúng ta quy định là mọi công dân đều có quyền tự do lựa chọn hình thức kinh doanh. Vậy thì cái quy định này có phải là sử dụng pháp luật hay không? Nó là sử dụng pháp luật bởi vì ở đây là nói đến quyền của công dân nhé. Thế có nghĩa là cô là một công dân thì cô có quyền tự do kinh doanh cũng như là tự do lựa chọn cái hình thức kinh doanh sao cho phù hợp. Đấy. Miễn là cô thực hiện theo đúng những cái quy định của pháp luật. Thế lúc này người ta gọi đây là sử dụng pháp luật. Hay ví dụ, việc các em có quyền được đến lớp học tập, có quyền được đối xử công bằng, đấy có phải là hình thức sử dụng pháp luật không? Đấy là sử dụng pháp luật. Hay ví dụ như là trẻ em có quyền được bảo vệ, được chăm sóc và giáo dục,
được hưởng những điều kiện tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của mình. Đấy cũng là một hình thức sử dụng pháp luật. Cái hình thức thực hiện pháp luật thứ hai đó là thi hành pháp luật. Thi hành pháp luật là gì? Đó là cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình. Ở đây các em thấy được rằng nếu như sử dụng pháp luật là chúng ta nói đến quyền và lợi ích, thì ở thi hành pháp luật ở đây là chúng ta nói đến nghĩa vụ, có đúng không nào? Vậy bản chất của thi hành pháp luật chính là phải làm. Như vậy chúng ta đã thấy sự khác biệt của nó chưa? Như ví dụ trong cái phần sử dụng pháp luật, cô nói rằng công dân có quyền tự do kinh doanh, đấy là chúng ta sử dụng quyền của mình. Vậy sang đến phần thi hành pháp luật thì công dân có quyền tự do kinh doanh, thì đi đôi với việc đó là công dân sẽ có nghĩa vụ phải nộp thuế các em ạ. Vậy thì cái việc mà người công dân thực hiện nộp thuế trong quá trình kinh doanh ở đây chính là hình thức thi hành pháp luật. Trong quá trình kinh doanh, người công dân không chỉ là thực hiện nghĩa vụ nộp thuế mà còn phải thực hiện những nghĩa vụ ví dụ như là kinh doanh đúng ngành nghề trong giấy phép kinh doanh, hoặc là thực hiện bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Thì đấy chính là thi hành pháp luật. Nói tóm lại, thi hành pháp luật chính là cái việc mà chúng ta phải làm những việc mà pháp luật yêu cầu làm, tức là nói đến nghĩa vụ. Cái hình thức thứ ba của thực hiện pháp luật đấy chính là tuân thủ pháp luật. Tuân thủ pháp luật là gì? Tuân thủ pháp luật là cá nhân, tổ chức không làm những điều pháp luật cấm. Cô nhắc lại, tuân thủ pháp luật là không làm những điều pháp luật cấm. Vậy bản chất của tuân thủ pháp luật là gì? Đó chính là cái hành động không được làm, hay nói chính xác hơn là không được làm một việc gì đó. Ví dụ, pháp luật của chúng ta quy định như sau. Mọi công dân không được vận chuyển, tàng trữ, buôn bán các chất gây nổ. Vậy thì khi mà chúng ta không vận chuyển, tàng trữ, buôn bán các chất gây nổ, thực chất là chúng ta đang thực hiện hình thức tuân thủ pháp luật. Hay ví dụ, pháp luật giao thông đường bộ quy định mọi công dân khi tham gia giao thông đều phải dừng đèn đỏ hoặc phải thực hiện theo cái hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Thế thì khi mà chúng ta dừng đèn đỏ, chúng ta không vượt đèn đỏ, đấy chính là hình thức tuân thủ pháp luật. Hay ví dụ như trong cái trường hợp mà các em đi học, nói một cách gần gũi hơn với các em, đấy là khi các em đi học, các em không nói chuyện, đấy cũng là một trong những cái hình thức thể hiện tuân thủ pháp luật. Và cái hình thức cuối cùng của thực hiện pháp luật đấy chính là áp dụng pháp luật. Áp dụng pháp luật là gì? Đấy là cơ quan công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để làm phát sinh hoặc chấm dứt, thay đổi những cái việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức. Vậy bản chất của việc áp dụng pháp luật ở đây là gì? Đấy là một chuỗi các hành động hoặc một hành động theo trình tự, thủ tục mà pháp luật đã quy định, để dựa vào những quy định đó của pháp luật làm nảy sinh hoặc chấm dứt những cái quan hệ về mặt pháp luật hoặc quyền hoặc nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức nào đó dựa trên cơ sở pháp luật. Đấy chính là áp dụng pháp luật. Như vậy, cô đã giới thiệu xong với các em bốn hình thức thực hiện pháp luật. Và ở bốn hình thức này, chúng ta đã thấy rằng có sự khác nhau rất rõ ràng. Tuy nhiên, trong thực tế khi học thì có rất nhiều bạn hay nhầm hai hình thức, đó chính là thi hành pháp luật và tuân thủ pháp luật. Khi chúng ta nhìn lại trên cái bảng này thì các em thấy rằng thi hành pháp luật là cái việc chúng ta phải làm, còn tuân thủ pháp luật là chúng ta không làm, hay nói cách khác là không được làm. Như vậy thì xét về một góc độ nào đấy, hai hình thức này nó có một phần trùng lặp nhau, giao thoa nhau, nhưng nó lại không phải là một nhé. Cô nhắc lại, hai cái hình thức này có rất nhiều bạn nhầm. Thì thi hành pháp luật là chúng ta phải làm, còn tuân thủ pháp luật đấy là không được làm. Ví dụ như thế này,
đối với một hành động của người tham gia giao thông. Nếu như khi chúng ta nói rằng khi tham gia giao thông, người tham gia giao thông không được vượt đèn đỏ, thì lúc này là cô đang nói đến hình thức tuân thủ hay thi hành. Đây chính là nói về hình thức tuân thủ pháp luật, tức là tôi không vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông. Nhưng nếu như cũng một cái hành động đó, bây giờ chúng ta nói lại theo một cách khác, đó là mọi người khi tham gia giao thông đều dừng khi có đèn đỏ. Vậy thì trong trường hợp này thì lúc này lại là hình thức thi hành pháp luật, vì chúng ta phải làm là chúng ta phải dừng lại khi có đèn đỏ, có đúng không? Vậy từ cái ví dụ này thì chúng ta đã phân biệt rõ được hai hình thức thực hiện pháp luật là thi hành pháp luật và tuân thủ pháp luật chưa? Vậy cô nhắc lại hai hình thức này, nó không phải là một nhé. Vậy là cô đã giới thiệu xong với tất cả các em bốn hình thức thực hiện pháp luật. Cô nhắc lại, đây là một cái đơn vị kiến thức rất quan trọng trong chương trình trung học phổ thông, đặc biệt là đối với những bạn thi tham gia thi bộ môn giáo dục công dân ở kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, thì đây là một phần kiến thức rất là quan trọng. Với phần kiến thức này, không chỉ cái việc là các em áp dụng trong việc giải quyết các câu hỏi của bài thi, mà cái hình thức thực hiện pháp luật này các em cần phải nắm vững để các em thực hiện tốt nghĩa vụ công dân của mình, và các em cần phải biết để các em biết được quyền và lợi ích hợp pháp của mình như thế nào để chúng ta thực hiện tốt cái trách nhiệm của một người công dân sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Như vậy là cô đã giới thiệu xong với các em phần đơn vị kiến thức thứ nhất. Vậy trong cái phần kiến thức này, có những bạn nào còn chưa rõ, chưa hiểu chỗ nào không? Cô có thể giải đáp. Dạ vâng, ở trên fanpage của VTVK thì em thấy có rất là nhiều câu hỏi cho cô ạ. Câu hỏi đầu tiên của bạn Thế Vinh ạ, bạn có hỏi cô là cô ơi, làm thế nào để phân biệt nhanh nhất bốn hình thức thực hiện pháp luật ạ? Để phân biệt nhanh nhất bốn hình thức pháp luật này thì các em nhìn vào cái bảng mà cô đã cung cấp ở cái phần bản chất, thì chúng ta thấy rõ một điều rằng sử dụng pháp luật là nói đến quyền, có đúng không? Còn thi hành pháp luật là nói đến nghĩa vụ. Thế thì có một cái cách mà cô đã giới thiệu và rất nhiều với lại những bạn học sinh mà cô dạy. Cái cách này thì khi mà áp dụng cho cái việc là chúng ta làm sao nhớ được nhanh nhất, hiệu quả nhất, đó chính là gì? Sử thì được, mà thi là phải, tuân là cấm. Vậy chúng ta cứ nhớ một cách đơn giản nhất là sử được, thi phải và tuân là cấm. Có nghĩa là sử dụng là quyền được làm, thi hành là phải làm, và tuân thủ pháp luật là chúng ta không làm những điều pháp luật cấm. Vậy thì Vinh đã nắm được cái cách mà phân biệt nhanh nhất bốn hình thức này chưa? Dạ vâng, với mỗi hình thức thì cô có thể lấy cho bạn một ví dụ khác được không ạ? Ví dụ như sử dụng pháp luật, cô nói rằng là sử dụng pháp luật là chúng ta nói đến quyền, có đúng không nào? Vậy cô lấy một ví dụ như thế này. Pháp luật của chúng ta quy định là mọi công dân đều có quyền tự do lựa chọn theo hoặc không theo bất kỳ một tôn giáo nào. Vậy thì khi chúng ta lựa chọn để theo hay không theo một tôn giáo nào, thì đấy là quyền chúng ta được lựa chọn, và không ai có quyền ép buộc cái việc đó cả. Ví dụ kể cả bố mẹ có theo một tôn giáo nào đó, nhưng nếu bản thân chúng ta không muốn thì cũng không sao cả, đấy là quyền. Hay ví dụ như là chúng ta có quyền tự do đi lại. Thì ví dụ như một bạn nào đấy, bạn ấy có cái sở thích là bạn ấy đi phượt chẳng hạn. Thế thì bạn ấy có thể đi bất kỳ nơi nào bạn ấy muốn. Đấy cũng là một cái quyền. Thì đấy chính là sử dụng pháp luật. Ở cái hình thức thứ hai, thi hành pháp luật. Cô nói rằng thi hành pháp luật nó là nghĩa vụ, có đúng không? Ví dụ, chúng ta luật nghĩa vụ quân sự của chúng ta quy định như sau. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, cô xin lỗi, nam công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Vậy thì khi chúng ta thực hiện nghĩa vụ quân sự ở đây cũng chính là việc chúng ta thi hành pháp luật, là chúng ta đã thực hiện nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc.
Hay ví dụ như là trong cái thời điểm hiện nay khi mà cái dịch bệnh COVID đang lan tràn như thế này, thì chúng ta có một cái khẩu hiệu đó là yêu Tổ quốc thì ở chỗ nào thì đứng yên chỗ ấy. Thực chất nó cũng là một cái hình thức thi hành pháp luật. Khi mà cơ quan chức năng yêu cầu chúng ta không di chuyển quá nhiều nếu không cần thiết, hay là yêu cầu những người bị trong cái đối tượng mà cần phải cách ly để phối hợp với cơ quan chức năng, thì khi chúng ta phối hợp với cơ quan chức năng trong cái việc cách ly tốt, đấy cũng là một cái hình thức thi hành pháp luật. Ở cái hình thức thứ ba là tuân thủ pháp luật. Ví dụ như là trong cái trường hợp mà pháp luật quy định, đấy là mỗi công dân khi thực hiện kinh doanh thì phải thực hiện kinh doanh theo đúng ngành nghề đã đăng ký trong giấy phép kinh doanh. Thế thì khi mà một cái người nào đó, ví dụ như anh A, anh ấy mở quầy bán thuốc tân dược, thì trong cái giấy đăng ký kinh doanh của anh là ghi là kinh doanh thuốc tân dược, thì đòi hỏi anh phải thực hiện đúng, kinh doanh đúng cái mặt hàng mà anh đã đăng ký, anh không được kinh doanh khác. Thì đấy chính là việc thi hành pháp luật. Ở cái thứ ba đó là tuân thủ pháp luật. Tuân thủ pháp luật thì pháp luật ghi như sau: nghiêm cấm mọi công dân vận chuyển, tàng trữ các chất thuốc kích thích, ví dụ như ma túy chẳng hạn. Vậy chúng ta không thực hiện vận chuyển, tàng trữ các chất ma túy, đấy chính là hình thức tuân thủ pháp luật. Và cái cuối cùng nó là áp dụng pháp luật. Áp dụng pháp luật ở đây, đấy là căn cứ vào quy định của pháp luật để làm nảy sinh hoặc chấm dứt một quan hệ pháp lý. Ví dụ, anh A và chị B đến trụ sở Ủy ban Nhân dân phường đăng ký kết hôn. Thế thì cán bộ hộ tịch của phường sẽ căn cứ vào những quy định của pháp luật được quy định trong luật hôn nhân và gia đình, xem là anh A và chị B có đủ tiêu chuẩn để đăng ký kết hôn hay không. Ví dụ như về độ tuổi, về sức khỏe, về tình trạng hôn nhân, các anh chị có đầy đủ những cái tiêu chuẩn này hay không? Nếu đầy đủ, cán bộ hộ tịch sẽ cho đăng ký kết hôn. Vậy trong trường hợp này, chính là việc họ đã dựa vào những cái quy định của pháp luật để làm nảy sinh một quan hệ pháp lý, đó là quan hệ hôn nhân. Đấy chính là những cái ví dụ mà tương ứng với từng hình thức thực hiện pháp luật mà cô đã giới thiệu. Dạ vâng, em rất là cảm ơn câu trả lời khá là đầy đủ của cô. Mong rằng qua câu trả lời của cô thì các bạn sẽ hiểu được phần nào bài của chúng ta về hình thức thực hiện pháp luật. Và câu hỏi tiếp theo là của bạn Giang ạ. Bạn có hỏi cô là: cô ơi, trong 4 hình thức thực hiện pháp luật thì hình thức nào công dân có thể lựa chọn làm hoặc không làm ạ? Đây là một câu hỏi rất là hay. Bởi vì nếu như khi mà chúng ta xác định được cái việc mà chúng ta tức là quy định như thế, nhưng chúng ta có làm hay không, làm cũng được mà không làm cũng được, không sao cả. Thì nếu như khi chúng ta xác định được cái việc này thì chúng ta sẽ giảm thiểu tối đa những trường hợp vi phạm pháp luật, các em ạ. Bởi vì có những trường hợp mà chính bản thân cái chủ thể vi phạm pháp luật cũng không biết đấy là mình vi phạm pháp luật, vì mình không biết rằng đấy là mình đã làm cái việc mà pháp luật cấm, hoặc là mình không làm những việc pháp luật yêu cầu làm. Thế thì trong 4 hình thức thực hiện pháp luật này, có một cái hình thức mà chủ thể có thể lựa chọn làm hoặc không làm cũng được. Đấy chính là hình thức sử dụng pháp luật. Ví dụ, mặc dù luật quy định là mọi công dân đều có quyền tự do kinh doanh, nhưng điều ấy không có nghĩa là ai cũng tham gia kinh doanh, có đúng không? Tôi có thể kinh doanh hoặc tôi không, không sao cả. Đấy. Hay ví dụ, pháp luật quy định mọi công dân Việt Nam đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử. Điều ấy không có nghĩa là ai cũng ứng cử. Nếu ai cảm thấy đủ tiêu chuẩn và đủ điều kiện thì ứng cử, còn không thì cũng không sao cả. Vậy cái việc, cái hình thức mà thực hiện pháp luật, sử dụng pháp luật ở đây chính là cái hình thức mà chúng ta có thể lựa chọn làm hoặc không làm nhé. Thế còn thi hành pháp luật và tuân thủ pháp luật là bắt buộc chúng ta phải thực hiện. Như vậy thì thông qua cái việc đấy, cô hy vọng rằng các em sẽ nhận thức rõ được cái trách nhiệm, cái quyền hạn của mình như thế nào để mình thực hiện tốt cái nghĩa vụ của công dân. Vâng, em rất là cảm ơn câu trả lời của cô và cảm ơn câu hỏi của bạn Giang ạ. Không biết là bạn Giang đã hiểu rõ được câu trả lời đấy chưa ạ?
Và câu hỏi cuối cùng của bạn Mai Linh ạ, bạn có hỏi cô là cô ơi, trong các hình thức thực hiện pháp luật thì hình thức nào có chủ thể thực hiện khác với các chủ thể còn lại ạ? Trong bốn hình thức thực hiện pháp luật này thì chúng ta thấy được rằng là có một cái hình thức mà chủ thể thực hiện sẽ khác với những chủ thể còn lại. Đó chính là hình thức áp dụng pháp luật. Nếu như sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật và tuân thủ pháp luật, đấy là cá nhân, tổ chức hoặc công dân, thì đối với áp dụng pháp luật ở đây, chủ thể thực hiện chính là những cá nhân, tổ chức có thẩm quyền các em ạ. Chúng ta nhìn lại lên cái bảng, chúng ta sẽ thấy rằng cái phần áp dụng pháp luật ở đây, cô ghi là công chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ căn cứ vào các quy định của pháp luật, có đúng không? Điều này có nghĩa là chỉ những người có thẩm quyền mới thực hiện cái hình thức thực hiện pháp luật là áp dụng pháp luật nhé. Còn ba hình thức còn lại là sẽ dành cho cá nhân, tổ chức và công dân. Như vậy, cái phần giải thích của cô đã giúp em hiểu hơn về những chủ thể của các hình thức thực hiện pháp luật này chưa? Vâng, và nếu các bạn còn những thắc mắc nào thì chúng ta hãy comment hoặc inbox trực tiếp trên fanpage của VTV Cap nhé. Còn ngay bây giờ thì em mời cô tiếp tục bài giảng của mình ạ. Như vậy là chúng ta đã kết thúc phần kiến thức thứ nhất. Cô mời các em sang cái phần kiến thức thứ hai, đó là phần trách nhiệm pháp lý. Trách nhiệm pháp lý là gì? Chúng ta thấy được rằng là trên hàng ngày chúng ta đọc ở trên các phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta thấy rằng ví dụ như là khi xảy ra những cái vụ tai nạn giao thông rất là đau lòng, thì những cái chủ thể mà gây ra những cái vụ tai nạn giao thông này đều phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình, có đúng không nào? Hay ví dụ đơn giản nhất là cô thấy khi mà các em tan học thì cũng có rất nhiều bạn thực hiện rất là tốt luật giao thông khi tham gia giao thông, nhưng bên cạnh đấy cũng có những bạn thì thực hiện chưa đúng. Ví dụ như là có những bạn thì đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, hay có những bạn thì đi xe phân khối lớn hơn so với quy định của pháp luật. Vậy thì khi mà chúng ta thực hiện không đúng những quy định của pháp luật này thì gặp chú cảnh sát giao thông, chú ấy sẽ gọi chúng ta lại. Và việc đầu tiên đấy là chú ấy sẽ lập biên bản và gửi thông báo về nhà trường, có đúng không nào? Sau đấy thì chắc chắn là bố mẹ các em sẽ phải nộp phạt. Vậy thì cái việc mà nộp phạt và gửi thông báo về nhà trường ở đây chính là một cái biểu hiện của trách nhiệm pháp lý mà các em phải chịu khi mà các em vi phạm luật giao thông đường bộ. Vậy thì trách nhiệm pháp lý là gì? Trách nhiệm pháp lý nó là trách nhiệm và nghĩa vụ mà cá nhân, tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ cái hành vi vi phạm pháp luật. Ở đây cô nhấn mạnh lại, nó chính là trách nhiệm và nghĩa vụ mà chúng ta phải chịu khi chúng ta vi phạm pháp luật. Đơn giản nhất đó là trong giờ học. Nếu như các em mất trật tự, các em không ghi bài chẳng hạn, hay là các em không làm bài, thì các thầy cô giáo của chúng ta sẽ có những biện pháp phù hợp với cái việc mà các em vi phạm để đưa ra một cái hình thức phạt các em. Thì cái việc phạt các em ở đây cũng chính là một cái mà thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của các em khi mà các em đã thực hiện chưa đúng những nội quy của lớp, của nhà trường. Thế thì trong thực tế khi cô đi dạy thì cô cũng thấy rằng là có rất nhiều những bạn khi mà bị nhắc nhở hay bị phạt như thế thì các bạn ấy có những cái thái độ phản ứng tiêu cực. Thế thì các em phải hiểu được rằng là khi mà thầy cô đưa ra một cái hình phạt nào đó khi các em vi phạm, thì bản thân thầy cô cũng không phải là vì muốn phạt các em, mà thông qua cái hình phạt này để muốn các em thấy được rằng nếu như các em có những cái hành động chưa đúng hoặc là không đúng với những quy định của lớp, của nhà trường, thì các em sẽ phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Và rộng hơn, đấy là đối với nghĩa vụ của một công dân cũng vậy các em ạ. Khi mà chúng ta thực hiện chưa đúng những quy định của pháp luật thì chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ của mình về cái việc chúng ta chưa thực hiện đúng quy định này. Ví dụ như gần đây nhất, đó là khi mà các cơ quan chức năng đã đưa ra những cái quy định là đối với những người không tự giác khai báo đúng
hoặc không là phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện cách ly thì sẽ phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình như thế nào. Ví dụ như là có thể bị phạt về phạt tiền này, hay ví dụ nặng hơn nếu gây hậu quả nghiêm trọng, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đấy chính là trách nhiệm và nghĩa vụ về cái hậu quả bất lợi mà phải chịu khi chúng ta vi phạm pháp luật. Đấy chính là khái niệm của trách nhiệm pháp lý. Vậy thì cái việc thực hiện trách nhiệm pháp lý này nhằm mục đích gì? Cái mục đích của trách nhiệm pháp lý thứ nhất, đấy là yêu cầu chủ thể chấm dứt hành vi vi phạm. Cái đầu tiên là khi mà chịu trách nhiệm này thì ngay lập tức cái chủ thể vi phạm pháp luật sẽ chấm dứt hành vi vi phạm. Ví dụ như là một bạn nào đó hay một thanh niên nào đó đi trên đường đang phóng nhanh vượt ẩu chẳng hạn. Thì nếu như cơ quan chức năng cụ thể ở đây là các chiến sĩ cảnh sát giao thông, người ta phát hiện, người ta sẽ ngay lập tức yêu cầu đối tượng dừng cái hành vi lượn lách đánh võng này để không gây nguy hiểm cho bản thân và người khác. Vì vậy, mục đích đầu tiên của trách nhiệm pháp lý đấy chính là yêu cầu chủ thể vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm. Mục đích thứ hai đấy là giáo dục răn đe người khác. Có nghĩa là khi mà một người nào đó vi phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm, mình nhìn thấy người ta phải chịu trách nhiệm như thế thì mình phải chấm dứt ngay cái ý định của mình định vi phạm pháp luật. Vậy mục đích của trách nhiệm pháp lý ở đây có hai mục đích, đấy là yêu cầu chủ thể chấm dứt hành vi vi phạm và giáo dục răn đe người khác. Ở cái phần trách nhiệm pháp lý này, chúng ta cần phải nhận thức được một cái việc, đấy là nếu như khi tôi có hành vi sai phạm thì tôi sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi này. Đấy chính là mục đích của trách nhiệm pháp lý. Cái phần đơn vị kiến thức trách nhiệm pháp lý này, có bạn nào chưa rõ chỗ nào không? Dạ vâng, ở trên fanpage của VTVK thì em thấy có câu hỏi của bạn Tuấn ạ. Bạn có hỏi cô là, cô ơi, thế nào là người có năng lực hành vi ạ? Người có năng lực hành vi, ý bạn muốn hỏi ở đây là đối tượng nào sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý, có đúng không nào? Đúng rồi đấy ạ. Cái đối tượng phải chịu trách nhiệm pháp lý đây thì đương nhiên đầu tiên phải là người vi phạm pháp luật. Thế còn cụ thể là thế nào là người có năng lực hành vi thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu trong cái phần đơn vị kiến thức thứ 3 cô sẽ giới thiệu với các em. Đấy chính là vi phạm pháp luật. Đây là một phần kiến thức rất là quan trọng nhá. Vậy vi phạm pháp luật là gì? Vi phạm pháp luật có 3 dấu hiệu sau đây các em ạ. Dấu hiệu thứ nhất, nó là hành vi trái pháp luật. Thứ hai là người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện. Và thứ ba là có lỗi xâm phạm các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. Vậy thế nào là hành vi trái pháp luật? Hành vi trái pháp luật là hành vi mà sẽ diễn ra ở hai cái trạng thái. Trạng thái thứ nhất đó là không thực hiện một hành động nào đó. Và trạng thái thứ hai là thực hiện một hành động nào đó không đúng. Ở cái trạng thái thứ nhất là không thực hiện một hành động nào đó, có nghĩa là tôi yêu cầu anh thực hiện nhưng anh không làm. Chính là ở cái phần thi hành pháp luật nhưng chúng ta không thi hành pháp luật. Chúng ta không thực hiện cái hình thức này. Chính đó là hành vi không có hành động. Ví dụ, pháp luật quy định công dân sẽ tố cáo hay phối hợp với cơ quan chức năng khi được cơ quan chức năng yêu cầu để cung cấp những cái hành vi vi phạm pháp luật của người khác. Nhưng mà cái người được yêu cầu cung cấp này đã không thực hiện cái hành vi phối hợp với cơ quan chức năng. Vậy trong trường hợp này, đây cũng bị coi là một hành vi trái pháp luật. Hay là hành vi bao che, không tố cáo, nó cũng bị coi là một hành vi trái pháp luật. Cái thứ hai, ở cái hành động là có hành động nhưng không đúng với quy định. Đấy chính là ví dụ như khi quy định là đã tham gia giao thông thì không được sử dụng đồ uống có cồn, mà chúng ta lại sử dụng đồ uống có cồn trước khi tham gia giao thông bằng các phương tiện xe mô tô và xe gắn máy, thì trong trường hợp này là chúng ta đã không tuân thủ pháp luật. Đây chính là hành vi trái pháp luật. Và cái thứ hai, đấy là người có năng lực trách nhiệm pháp lý, chính là câu mà một bạn vừa hỏi đúng không nào. Vậy thế nào là người có năng lực trách nhiệm pháp lý? Người có năng lực trách nhiệm pháp lý trước tiên phải là người đạt đến một độ tuổi nhất định các em ạ. Và độ tuổi nhất định ở đây thì như pháp luật của Việt Nam chúng ta quy định, đó là 16 tuổi trở lên. Thứ hai, đây là phải là một người
nhận thức được hành vi của mình, hay nói cách khác là người có năng lực hành vi dân sự. Đấy được coi là người có năng lực trách nhiệm pháp lý. Thứ ba là có lỗi xâm phạm quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. Có lỗi ở đây thì có thể là lỗi chủ quan hoặc là lỗi khách quan. Thế thì thông qua cái việc có lỗi như thế này thì sẽ xác định được là cái trách nhiệm pháp lý người vi phạm phải chịu trách nhiệm như thế nào. Như vậy, một hành vi vi phạm pháp luật thì phải có đầy đủ cả ba dấu hiệu này các em nhé. Nếu như thiếu một trong ba dấu hiệu này thì sẽ không được coi là một hành vi vi phạm pháp luật. Chúng ta sang phần thứ hai, đấy là các loại vi phạm pháp luật. Cái phần này thì cô giới thiệu với các em là có 4 hình thức vi phạm pháp luật. Thứ nhất là hình sự, thứ hai là hành chính, thứ ba là dân sự và thứ tư là kỷ luật. Đối với các hình thức, các cái loại vi phạm pháp luật này thì cô đều chia ra làm 3 nội dung, đó là khái niệm, độ tuổi chịu trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm pháp lý tương ứng với hành vi vi phạm. Với vi phạm hình sự thì vi phạm hình sự là một hành vi gây nguy hiểm cho xã hội và bị coi là tội phạm các em ạ. Đây là một hành vi gây ra rất nhiều những cái hậu quả nghiêm trọng được quy định trong Bộ luật hình sự. Độ tuổi chịu trách nhiệm của vi phạm hình sự đấy chính là từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi và từ đủ 16 tuổi trở lên. Các em ghi nhớ hai dấu mốc này nhé. Đối với đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thì quy định chịu trách nhiệm hình sự đối với những hành vi vi phạm mang tính chất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng do cố ý. Còn đủ 16 tuổi trở lên là đối với tất cả các hành vi vi phạm, cho dù là cố ý hay vô ý thì đều phải chịu trách nhiệm hình sự. Các em ghi nhớ hai cái mốc tuổi này, đó là hai cái mốc mà rất là quan trọng. Cái trách nhiệm hình sự, cái trách nhiệm pháp lý phải chịu khi mà vi phạm luật hình sự ở đây là tử hình, phạt tù, trục xuất và kết hợp với phạt tiền các em nhé. Thế thì đối với khung hình phạt cao nhất ở đây chúng ta thấy đó là khung hình phạt tử hình. Cái khung hình phạt này chỉ áp dụng đối với những đối tượng phạm tội mà thấy rằng không thể giáo dục được và phải loại bỏ khỏi cuộc sống xã hội. Đây là một cái hình phạt mà rất nghiêm khắc đối với những người có cái hành vi vi phạm gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đấy là cô đã giới thiệu xong với các em cái vi phạm pháp luật về mặt hình sự. Cô nhắc lại, vi phạm hình sự là những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội. Cái vi phạm thứ hai có cái mức độ nhẹ hơn vi phạm hình sự, đó chính là vi phạm hành chính. Vi phạm hành chính là gì? Đó là các hành vi vi phạm mà xâm phạm các quy tắc quản lý của nhà nước. Cô nhắc lại, nó là xâm phạm các quy tắc quản lý của nhà nước. Và cái độ tuổi chịu trách nhiệm pháp lý của vi phạm hành chính ở đây cũng có hai mức mà các em cần phải nhớ. Cái mức thứ nhất đó là đủ 14 đến dưới 16 và thứ hai là đủ 16 trở lên. Đối với cái mốc mà đủ 14 đến dưới 16 chỉ áp dụng trong trường hợp đó là vi phạm hành chính do cố ý. Còn đủ 16 tuổi trở lên là áp dụng cho tất cả mọi hành vi vi phạm các em nhé. Cho nên là đối với học sinh trung học phổ thông của chúng ta là các em đủ 16 tuổi trở lên, nếu như các em vi phạm hành chính, bất kỳ là lỗi vô ý hay cố ý thì các em đều phải chịu trách nhiệm pháp lý nhé. Trách nhiệm pháp lý đối với hình thức vi phạm hành chính này thực hiện đó chính là phạt tiền, tịch thu phương tiện, tang vật hoặc là tạm giữ phương tiện, giấy tờ. Cái này rất rõ đúng không nào? Ví dụ nếu như chúng ta vi phạm luật giao thông thì chúng ta có thể bị tạm giữ phương tiện, tạm giữ giấy tờ và nộp phạt, có đúng không? Cái vi phạm pháp luật thứ ba đó là vi phạm dân sự. Thế nào là vi phạm dân sự? Vi phạm dân sự được xác định dựa trên hai nội dung, đó là xâm phạm về quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân. Quan hệ về tài sản là bao gồm những quan hệ như thế nào?
đó là về quan hệ sở hữu. Ví dụ như là trong gia đình, sau khi bố mẹ mất đi mà các anh chị em có thể, bố mẹ không để lại di chúc, dẫn đến là các anh chị em có thể không tự thỏa thuận được, không tự phân chia được, lúc này có thể bị kiện tụng ra tòa, thì lúc này đây chính là vấn đề xâm phạm về quan hệ tài sản. Hay ví dụ như chúng ta thấy được rằng rất nhiều trường hợp là hàng xóm bên cạnh nhà nhau hay là anh em tranh chấp đất đai, thì đấy nó cũng là một cái biểu hiện của vi phạm dân sự. Hay ví dụ như là đối với công ty A và công ty B trong quá trình giao kết hợp đồng lao động, giao kết hợp đồng kinh doanh, một trong hai bên đã thực hiện không đúng hợp đồng, thì lúc này cũng được xếp vào đây là vi phạm về quan hệ tài sản dân sự. Một cái phần nội dung của cái vi phạm này, đấy chính là quan hệ về nhân thân. Quan hệ về nhân thân ở đây nó liên quan nhiều đến vấn đề, ví dụ như là những vấn đề về đời tư, hoặc là những vấn đề liên quan đến bản quyền, hoặc là những cái vấn đề liên quan đến vấn đề ly hôn, vân vân trong cuộc sống. Thì đây nó thuộc về những vi phạm dân sự. Đối với vi phạm dân sự này thì với những trẻ có mốc đó là chưa đủ tuổi thành niên, tức là dưới 15 tuổi, và đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, và đủ 18 tuổi trở lên. Vậy tại sao về vi phạm dân sự lại có 3 cái mốc tuổi như thế này? Là bởi vì đối với dân sự này thì đối với trẻ dưới 15 tuổi khi giao kết hợp đồng lao động thì phải có người bảo hộ, phải có người giám hộ. Trẻ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi thì có thể, và đủ 18 tuổi trở lên thì có thể tự giao kết hợp đồng. Còn đối với phần trách nhiệm pháp lý ở đây thì đó là bồi thường thiệt hại về mặt vật chất và tinh thần. Ví dụ như là chúng ta thấy hiện nay có rất nhiều bạn trẻ sử dụng mạng xã hội như một cái phương tiện, một cái kênh thông tin rất là phổ biến. Thì có rất nhiều những bạn có thể sử dụng cái phương tiện này để có thể phục vụ cho cái mục đích cá nhân của mình. Ví dụ như là nói xấu bạn này, hay là đặt những cái điều không đúng sự thật về người khác. Vậy nếu như trong trường hợp mà gây ra hậu quả thì người ta có thể khởi kiện, và lúc này là sẽ phải bồi thường về mặt vật chất và tinh thần. Đây được xếp vào đấy là vi phạm dân sự. Cái hình thức vi phạm pháp luật cuối cùng, đấy chính là vi phạm kỷ luật. Vi phạm kỷ luật là gì? Vi phạm kỷ luật là xâm phạm quan hệ lao động, công vụ. Độ tuổi chịu trách nhiệm là đủ 15 tuổi trở lên. Và trách nhiệm pháp lý phải thực hiện ở đây, đấy là đuổi việc, chuyển công tác, hạ lương và khiển trách. Thế thì ở đây cô đã giới thiệu với các em 4 cái hình thức vi phạm pháp luật này. Trong thực tế thì khi cô giảng dạy thì có rất nhiều bạn thường xuyên hoặc là nhầm lẫn trong số những cái hình thức vi phạm này. Ví dụ như là vi phạm hình sự và vi phạm hành chính. Ở đây chúng ta thấy rõ một điều rằng vi phạm hình sự nó là một hành vi nguy hiểm, có thể bị coi là tội phạm. Còn vi phạm hành chính nó là xâm phạm các quy tắc quản lý của nhà nước. Chúng ta phân biệt rõ hai hình thức này nhé. Vậy cô đã giới thiệu xong với các em cái các loại vi phạm pháp luật cũng như là những dấu hiệu để nhận biết những hành vi vi phạm pháp luật. Vậy trong quá trình ôn tập phần này, có phần nào mà các em chưa rõ, chưa hiểu, có thể hỏi cô? Dạ vâng, ở trên fanpage của VTVK thì em thấy có câu hỏi của bạn Loan ạ. Có hỏi cô là cô ơi, làm thế nào để phân biệt giữa vi phạm hành chính và vi phạm dân sự ạ? Vi phạm hành chính và vi phạm dân sự. Thế thì chúng ta thấy được rằng là vi phạm hành chính và vi phạm dân sự ở đây khác nhau ở chỗ nào? Nó khác nhau ở cái chỗ chính là cái chủ thể vi phạm. Và nó thể hiện cái mối quan hệ. Ví dụ như là vi phạm hành chính là nó thể hiện mối quan hệ giữa công dân với nhà nước, giữa tổ chức với nhà nước. Còn vi phạm dân sự là mối quan hệ giữa công dân với công dân, hoặc công dân với tổ chức, hoặc tổ chức với tổ chức. Cô lấy ví dụ, đối với vi phạm hành chính
là vi phạm giữa công dân, cá nhân, tổ chức với nhà nước thể hiện như thế nào. Ví dụ, khi mà chúng ta tham gia giao thông, chúng ta vi phạm luật giao thông, đấy chính là vi phạm hành chính. Đây là mối quan hệ giữa công dân với nhà nước, có đúng không? Chúng ta vi phạm vào cái quy tắc mà nhà nước đã đặt ra, quy định mà nhà nước đã đặt ra để mọi người cùng thực hiện. Chúng ta vi phạm lúc này là vi phạm hành chính. Thế còn vi phạm dân sự, ví dụ anh A ký kết hợp đồng lao động với công ty B. Trong hợp đồng, cả hai bên đã thỏa thuận rất rõ những điều khoản về đảm bảo an toàn lao động. Nhưng trong quá trình thực hiện, công ty B đã không cung cấp đầy đủ những phương tiện để đảm bảo an toàn lao động cho anh A. Vậy lúc này, anh A có thể yêu cầu công ty B thực hiện đúng hợp đồng. Nếu công ty B không thực hiện đúng, anh A có thể khởi kiện. Vậy trong trường hợp này, đây là công ty B đã vi phạm vào hợp đồng dân sự. Hay ví dụ như đối với hành chính thì mối quan hệ giữa tổ chức với nó thể hiện mối quan hệ giữa tổ chức với nhà nước như thế nào? Ví dụ đối với một công ty khi mà đăng ký một doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, khi mà đăng ký cái giấy phép kinh doanh là sản xuất mặt hàng nào đó và phải đảm bảo chất lượng như thế nào? Thế nhưng công ty này đã thực hiện không đúng, thì nếu như khi bị phát hiện thì công ty này có thể sẽ bị chịu trách nhiệm hành chính, đấy là xử phạt. Ví dụ như gần đây nhất là trên phương tiện thông tin đại chúng có đưa một cái tin, đó là có một cái doanh nghiệp sản xuất nước rửa tay đã không thực hiện đúng những cái thành phần để sử dụng để sản xuất ra nước rửa tay như trong phần đã đăng ký kinh doanh. Vậy thì trong trường hợp này, doanh nghiệp này sẽ phải chịu trách nhiệm hành chính về cái việc vi phạm kinh doanh của mình. Đấy chính là cái sự phân biệt giữa vi phạm hành chính và vi phạm dân sự. Vâng, vậy thì thưa cô, từ bao nhiêu tuổi trở lên thì chúng ta phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi vi phạm pháp luật ạ? Đây là một cái câu hỏi mà cá nhân cô nghĩ rằng cũng rất là hay và nó rất là thiết thực với các em. Bởi vì trong thực tế thì cái việc mà vi phạm pháp luật chắc chắn là chúng ta phải chịu trách nhiệm pháp lý rồi. Nhưng cái việc chịu trách nhiệm pháp lý như thế nào thì sẽ còn tùy thuộc vào cái phần đó là lứa tuổi, cái độ tuổi khi mà chúng ta vi phạm. Như vậy, ở trong cái phần, cái bảng mà cô ghi ở trên này thì chúng ta thấy rằng trong luật hình sự và luật hành chính đều có một cái mức độ tuổi chung, có một cái mức tuổi chung ở đây của cả hai luật này, đó là đủ 16 tuổi trở lên, có đúng không nào? Điều này có nghĩa là pháp luật của chúng ta sẽ quy định đủ 16 tuổi trở lên thì chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi vi phạm. Cô nhắc lại một chút về cái phần chỗ dấu hiệu vi phạm pháp luật ấy, có cái phần mà có lỗi đấy, thì cô nhắc lại là có lỗi chủ quan và lỗi khách quan. Ở đây lỗi chủ quan tức là chúng ta biết nhưng chúng ta vẫn vi phạm. Còn lỗi khách quan là chúng ta vô tình vi phạm thôi. Thế thì đối với vi phạm hành chính thì dưới 16 tuổi thì chỉ phạt những lỗi là cố ý. Còn đủ 16 tuổi trở lên là cố ý hay vô ý đều bị chịu trách nhiệm pháp lý. Và đối với luật hình sự cũng vậy. Từ đủ 16 tuổi trở lên thì chúng ta đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình. Như vậy, nói tóm lại, cái độ tuổi mà chúng ta phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình trước pháp luật đó là 16 tuổi nhá. Có rất nhiều, khi cô dạy thì trong thực tế thì có rất nhiều bạn lại tưởng nhầm rằng là đủ 18 tuổi. Bởi vì các bạn cứ nghĩ rằng là khi mình đủ 18 tuổi, mình mới đủ tuổi công dân, thì lúc đấy mình mới phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi hành vi của mình trước pháp luật. Cái này là chưa đúng đâu nhá. Đủ 18 tuổi là chúng ta có quyền đi bầu cử. Còn chúng ta phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi vi phạm trước pháp luật là đủ 16 tuổi, chứ không phải đủ 18 tuổi nhá. Chúng ta nhớ cái mốc đó. Thế và ở cái phần này, khi mà trong cái những cái đề câu hỏi của đề trung học, thi trung học phổ thông quốc gia ấy, có những câu hỏi tình huống liên quan đến pháp luật, có thể là các em sẽ phải xác định cái hành vi vi phạm pháp luật
hoặc là các em sẽ phải xác định cái trách nhiệm pháp lý phải chịu khi vi phạm pháp luật, thì các em phải nhớ một cái dữ liệu nếu như trong câu hỏi có, đấy là các em phải đặc biệt lưu ý đến độ tuổi. Đặc biệt lưu ý đến độ tuổi, nếu như trong câu hỏi tình huống mà nói rõ là đủ 16 tuổi trở lên, đấy, thì lúc này là cho dù vi phạm hành chính hay là hình sự thì đều phải chịu trách nhiệm. Bởi vì trong thực tế là khi mà cô cho làm bài thì có rất nhiều bạn lại chỉ quan tâm đến cái việc là cái hành vi người ta phạm vào thôi, chứ lại không để ý đến cái độ tuổi mà câu hỏi cho. Thế thì nếu như chúng ta bỏ qua cái mốc tuổi thì lúc này có thể chúng ta sẽ bị xác định sai nhé. Vì có những trường hợp là lỗi vô ý thôi. Đấy, lỗi vô ý nhưng chưa đủ 16 tuổi. Thì trong trường hợp này sẽ căn cứ vào và mức độ vi phạm để xử lý. Hay ví dụ như là trong hình sự thì ghi rất rõ là bộ luật hình sự ghi rất rõ là đủ 14 đến dưới 16 thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về những tội nghiêm trọng do cố ý và đặc biệt nghiêm trọng. Đấy, cái chỗ này là chúng ta phải lưu ý, nghiêm trọng do cố ý, còn đối với đặc biệt nghiêm trọng là dù cố ý hay vô ý thì đều phải chịu trách nhiệm pháp lý. Đấy, chính vì vậy cho nên là không phải tự nhiên mà pháp luật của chúng ta lại có những cái quy định về mốc độ tuổi. Dạ vâng, em cảm ơn câu trả lời của cô ạ. Vậy thì câu hỏi tiếp theo, khi mà mình gây tai nạn giao thông thì sẽ thuộc vi phạm gì ạ cô? Khi mà chúng ta tham gia giao thông, nếu chẳng may như chúng ta gây ra tai nạn là một điều không ai mong muốn. Nhưng trong thực tế thì cũng có những trường hợp đó là vô tình gây ra tai nạn. Thế thì cái việc là xác định cái trách nhiệm pháp lý ở đây khi xảy ra tai nạn giao thông được xem xét như thế nào? Thế thì nếu như kể cả như trong câu hỏi của đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia cũng vậy, hay là ngoài thực tế cũng thế, thì tùy mức độ vi phạm mà người ta sẽ đưa ra cái trách nhiệm pháp lý. Ví dụ như nếu như đối với cái trường hợp là trong câu hỏi của đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia mà chỉ nói rằng anh A gây tai nạn giao thông làm cho chị B bị thương và xe bị hư hỏng nặng, thì lúc này chúng ta chỉ thấy rằng nói là chị A bị thương chứ không biết là chị bị thương bao nhiêu. Thì trong trường hợp này cái trách nhiệm pháp lý ở đây chúng ta phải chịu đó là hành chính và dân sự. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải, ví dụ như trong trường hợp mà chúng ta phóng nhanh vượt ẩu thì lúc đấy là chúng ta đã vi phạm về hành chính, và chúng ta làm cho chị bị thương, làm cho chị bị thương nặng, làm cho chị bị thương và xe bị hư hỏng nặng, thì lúc này là chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm dân sự, là chúng ta phải bồi thường. Thế còn nếu như trong trường hợp mà câu hỏi đưa ra là làm cho chị bị thương nặng, đấy, thế thì khi mà có thêm một cái từ là nặng vào đấy, có nghĩa là bị tổn hại sức khỏe nghiêm trọng, ta xác định là 11% trở lên. Thì trong trường hợp này là bên cạnh cái việc chịu trách nhiệm về dân sự, tức là bồi thường tiền mặt ra, thì cái chủ thể gây tai nạn lúc này là sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Ví dụ như đối với những cái vụ tai nạn giao thông mà do cái người điều khiển phương tiện giao thông gây ra, do sử dụng các cái chất uống có cồn gây ra tai nạn nghiêm trọng, có thể làm cho người ta bị thương nặng hay nhiều người bị thương hoặc dẫn đến tử vong, thì trong trường hợp này đây là vi phạm hình sự. Còn nếu như trong trường hợp gây ra tai nạn giao thông làm hư hại phương tiện giao thông thì lúc này chúng ta sẽ xem xét đấy là hành chính và dân sự. Và đương nhiên trong cái việc xử lý hình sự thì chúng ta sẽ kết hợp xử lý cả hành chính. Dạ vâng, vậy thì qua bài này cô có thêm những cái câu hỏi nào dành cho tất cả các bạn không ạ? Đối với bài học ngày hôm nay thì sau khi giới thiệu xong với các em cái phần kiến thức cô đã giới thiệu, thì đây là một cái bảng thống kê kiến thức. Cái bảng thống kê kiến thức này nó rất là đầy đủ, và căn cứ vào cái bảng thống kê kiến thức này chúng ta thấy rất rõ được những cái nội dung mà các em cần phải nắm trong bài ôn tập ngày hôm nay. Cái đặc biệt ở đây có hai cái, đó là chúng ta phải phân biệt được các hình thức thực hiện pháp luật. Thứ hai đấy là các em phải phân biệt được các loại vi phạm pháp luật. Thế thì trong phần bài giảng
cô đã giới thiệu với các em rất là đầy đủ và chi tiết. Thế thì ở đây, dựa vào cái sơ đồ khái quát bài học này, đây có thể được coi là một cái tài liệu giúp, một cái kênh giúp các em tham khảo để các em nhớ được kiến thức tốt hơn, để phục vụ cho quá trình thi Trung học Phổ thông Quốc gia cũng như là giải quyết những vấn đề mà liên quan đến vấn đề về pháp luật trong cuộc sống. Nội dung bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Bây giờ cô sẽ có một câu hỏi. Cô sẽ có một câu hỏi dành cho các em để chúng ta khái quát lại cái phần này. Cái phần câu hỏi khái quát của cái bài này như sau. Đó là trong trường hợp mà câu hỏi đưa ra là chúng ta phải yêu cầu xác định cái việc vi phạm pháp luật trong một trong bốn cái hình thức mà cô vừa nêu ấy, thì cái câu hỏi đưa ra là chúng ta dựa vào đâu để phân biệt cái hình thức vi phạm pháp luật, thì cô nhắc là các em phải căn cứ vào các cái dấu hiệu mà cô đã nêu ở đây để chúng ta nhận biết là cái hình thức vi phạm nào thì nó sẽ tương ứng với cái trách nhiệm pháp lý nào. Ví dụ như có những câu hỏi người ta lại chỉ đưa ra cái việc là cái người này đã phải chịu trách nhiệm pháp lý gì, sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý gì. Thì ví dụ như có những câu hỏi chỉ đưa ra cái trách nhiệm pháp lý thôi, thì dựa vào cái trách nhiệm pháp lý đó, dựa vào cái trách nhiệm pháp lý đó để chúng ta quay ngược trở lại, chúng ta xem là người đó, chủ thể đó đã có cái hành vi vi phạm pháp luật là gì. Ví dụ như câu hỏi đặt ra là anh A gây tai nạn giao thông và anh phải chịu trách nhiệm pháp lý, đó là ví dụ như anh bị phạt tù chẳng hạn, anh phải bồi thường tiền cho người bị hại. Vậy trong trường hợp này hỏi là cái hình thức mà anh vi phạm pháp luật ở đây là gì? Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng ở đây có một cái dấu hiệu. Ví dụ như chúng ta nếu chúng ta căn cứ vào cái việc mà anh bị phạt tiền thì chúng ta sẽ không phân biệt được là anh vi phạm hành chính hay dân sự, đúng không nào? Thế nhưng ở đây có một cái dấu hiệu, đó là anh bị phạt tù. Thế thì chúng ta thấy rõ rằng chỉ có vi phạm hình sự thì mới bị phạt tù. Vậy thì đấy là một cái cách mà chúng ta có thể sử dụng khi mà chúng ta đọc những cái câu hỏi mà người ta lại không cho dữ liệu nhưng người ta lại cho một cái dấu hiệu như vậy. Hay ví dụ như là cái việc xác định vi phạm pháp luật. Vậy thế nào là cái quan hệ được pháp luật bảo vệ? Không phải quan hệ xã hội nào cũng được pháp luật bảo vệ. Chỉ có những quan hệ mà được thực hiện dựa trên cơ sở pháp luật thì mới được pháp luật bảo vệ thôi. Thế thì trong cái trường hợp này, với những quan hệ mà được xác lập trên cơ sở pháp luật thì sẽ là quan hệ được pháp luật bảo vệ. Ví dụ, khi mà giao kết hợp đồng lao động, nếu như anh A và anh B chỉ thỏa thuận miệng thôi, tức là hai bên gặp nhau rồi trao đổi thỏa thuận thôi, thì lúc này khi mà một trong hai bên xảy ra vấn đề thì có được coi là quan hệ được pháp luật bảo vệ hay không? Chắc chắn là không, đúng không nào? Như vậy là cái bài học ngày hôm nay cô đã khái quát lại kiến thức cho các em của bộ môn giáo dục công dân trong chuyên đề thực hiện pháp luật. Dạ vâng, em rất là cảm ơn cô Hằng ngày hôm nay đã mang đến một bài học rất là bổ ích cho các bạn. Mong rằng qua bài học này thì các bạn đã nạp thêm được rất là nhiều kiến thức. Và các bạn đừng quên chúng ta sẽ còn theo dõi trực tiếp trên các kênh VTVK7 và VTVK22 nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình lần sau. Tạm biệt các em.